Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đến với bạn một sản phẩm XPS 30. Trên dòng này thì cho phép bạn chơi tính sinh và có cái phần bật tăng này thì để chúng ta có thể sử dụng trong nhiều vấn đề. Để chúng ta vừa đánh mà vừa có cái phần phối chấm theo. Được như này. Nó sẽ có nhịp ở đây. Bắt đầu thử cho bạn nghe nhé. Ngay đây là dụng như giống như cái phim của ban đầu các khi vào cái bật tân này nó hay hơn nhiều, mà nói chung là mình tập chơi cái phần sin đàn sin này thì chưa lâu, cho nên về cơ bản thì mình đã nắm được nó như thế. Dựa trên đấy thì các bạn có thể tự tạo phối cho mình các bạn nhạc, dạng như chúng ta lấy cái lý sẵn này là những cái rung của nó, cái kit nó có sẵn, tất cả bên này có 8 vạc, thì 8 mặt vạc này thì các bạn có thể sử dụng cho mỗi mặt vạc một cái cắt riêng. Thì ví dụ đây là nhạc, nói là nhạc nãy mình vừa đánh là nhạc đen, nhưng mà ngược lại như cái nhạc như là nhạc disco nó là phải có biểu cảm đấy. Còn nhạc house hoặc là nhạc trend hoặc là nhất là nhạc R&B thì mình sẽ có cái kiểu khác, và mình có thể lấy chọn cái nhạc cụ, mình tắt cái mặt lên, mình lấy cái nhạc cụ bên này, mình chọn ví dụ như là piano đó, thì mình có chọn bên này tùy vào cái bài mình chọn nhé. Đấy, cái lead chord cái này. Thì cái ấy của mình thì nó có cho các bạn nhiều bạc như thế để bạn chọn
thì mình có thể thích là OB chẳng hạn. Dụ như đây mình đánh nắm lấy tay anh nha. Ngay từ đầu vô thì mình sẽ chọn tạc hai. Mình lấy cái chân post cho nó về không. Phối thì khi mình phối lên thì mình phải nghiên cứu cái bài đó lâu, thậm chí là mất cả mấy ngày mấy tuần. Thì các bạn như thế, khi bạn muốn thì alo cho mình sẽ cung cấp sản phẩm này.